Dương Dương đứng hình khi chứng kiến nhiệt ba cover hit Triệu Vy. Trở lại showbiz với nhiều dự án mới từ phim ảnh cho tới show truyền hình, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng chứng minh tên tuổi của mình trên con đường diễn xuất. Mỹ nhân Tân Cương chứng tỏ sức hút của mình thông qua các bảng xếp hạng đồ hot theo tuần, theo tháng trên các diễn đàn mạng xã hội. Năm 2021 được cho là mùa bội thu của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bằng chứng thì ai cũng thấy khi cô đảm nhận vai chính trong Trường Ca Hành, hợp tác cùng các diễn viên nổi tiếng như Ngô Lỗi, Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư, giúp phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình cổ trang tạo tiếng vang nhất trong nửa năm đầu 2021. Chưa kể bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của cô và Dương Dương đang làm mưa làm gió trên thị trường phim Hoa ngữ trong thời điểm hiện tại. Những thành tích mà Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đạt được từ khi chiếu đến giờ là thành quả ghi nhận sự nỗ lực của các diễn viên cũng như cả ekip sản xuất. Trong tập mới nhất của chương trình Happy Camp, nàng mỹ nhân Tân Cương và hoàng tử Dương Dương đã có dịp khuấy động không khí khi thổi bùng hai nhan sắc cực phẩm đến chương trình và những khoảnh khắc cặp đôi tương tác với nhau vô cùng ngọt ngào trên sân khấu. Đáng chú ý nhất là chi tiết Địch Lệ Nhiệt Ba cất giọng hát trong lúc tham gia trò chơi đã khiến Dương Dương đứng hình mất 5 giây. Cặp đôi Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh trên màn ảnh yêu nhau đến thế là cùng, nhưng khi tham gia chương trình, cả hai được chia thành hai đội chơi khác nhau, trở thành đối thủ của đối phương. Theo đó, Dương Dương và team của anh được giao nhiệm vụ là thực hiện phần thi thử thách có liên quan đến bộ phim nổi tiếng Tân Dòng Sông Ly Biệt. Phần thi của team Dương Dương là điện thoại của Tô Hữu Bằng trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Không nằm ngoài dự đoán, đội chơi của Dương Dương đã vượt qua phần thi một cách xuất sắc, nên cả team ai nấy vui vẻ. Nhưng biểu cảm của Dương Dương lúc này gây chú ý vì có phần hơi hoang mang khó hiểu. Lý do nằm ở nhóm đối thủ, vì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ngồi tại chỗ vô tư nô đùa, cô nàng còn cất giọng ngân nga theo âm điệu của lời bài hát Tình Sâu Đậm Mưa Mịt Mù, Triệu Vy từng trình bày, ca khúc nhạc phim của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Đoạn hát của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa yếu vừa lệch tông tùm lum, vì vậy đã thu hút sự chú ý của Dương Dương. Anh chàng có vài giây nhìn qua với phản ứng từ chối nhận người quen, sau đó quay về trò chuyện cùng đồng đội. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba chắc vẫn đang vô cùng hoài niệm mà không nhận ra mình còn lâu mà hát hay được như nữ ca sĩ Lục Y Bình trong phim. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh luôn chen chân có mặt ở những vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng phim hot tháng 7. Chưa hết, Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vì vậy mà gia tăng sức nóng. Dương Dương liên tục chạy sau quảng cáo, còn Địch Lệ Nhiệt Ba thì bận rộn quay phim mới với Cung Tuấn trong dự án cổ trang mới. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, trên mạng xã hội rò rỉ cảnh hôn ngọt ngào kéo dài 90 giây của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay lập tức, những phân cảnh lãng mạn mãn nhãn này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau khi xem xong phân cảnh này, nhiều người hâm mộ đã phải thốt lên rằng đây đích thị là tình yêu của người lớn. Nhiều người hâm mộ bày tỏ, nhan sắc đẹp tràn màn hình là đây. Hai người có thể yêu nhau ngay và luôn, chúng tôi không dám phản đối. Thực sự quá đẹp đôi rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba đang là cái tên nổi tiếng hàng đầu làng giải trí xứ Trung. Cô sở hữu nhan sắc nữ thần, sự nghiệp thành công, fan đông. Với độ hot ấy, chuyện đời tư nữ diễn viên đang hẹn hò ai luôn khiến nhiều người tò mò. Gần đây, Nhiệt Ba Dương Dương đang làm mưa làm gió với bộ phim ngôn tình Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Trong hậu trường, sự kiện quảng bá, hai diễn viên thoải mái có những tương tác ngọt ngào tự nhiên.